Lộ diện cô gái showbiz Hoàng Sơn đang bí mật hẹn hò, nhiều fan đã tinh ý nhận ra nhiều điểm tương đồng và khẳng định cặp đôi đang bí mật hẹn hò tại Thái Lan. Cách đây không lâu, showbiz Hoàng Sơn đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi nhận lời song ca hỗ trợ cho Hiền Hồ, học trò tóc tiên trong đêm thi chung kết The Voice. Tuy đây là lần đầu tiên cả hai đứng chung sân khấu, nhưng sự ăn ý, cách diễn xuất đầy ngọt ngào, tình tứ của cặp đôi này đã khiến Đông Nhi phải thốt lên. Có khi nào hai người này thành thật luôn không? Ý đồ thể hiện rõ trong việc giao lưu của cả hai trên sân khấu, trở thành một cặp rất đáng yêu. Nếu Soobin và Hiền Hồ yêu nhau thật ngoài đời, thì tin chắc khán giả sẽ ủng hộ rất nhiều. Thế nhưng nhiều khán giả chỉ cho rằng đó là câu nói vui của Đông Nhi và không mấy để tâm đến lời chúc phúc của bạn gái ông Cao Thắng. Khi cuộc thi The Voice vừa khép lại không lâu, mới đây khán giả lại tiếp tục phát hiện Soobin Hoàng Sơn có nhiều biểu hiện thân mật cùng một cô gái giống mặt. Thậm chí các fan còn soi ra nhiều bằng chứng cụ thể để chứng minh nhân vật nữ trong hình chính là học trò của Tóc Tiên. Mới đây, giọng ca phía sau một cô gái đã cùng một số bạn bè thân thiết như Hoàng Tiliver, rapper Andre, Ngọc Thảo, du lịch Thái Lan. Thế nhưng bên cạnh showbiz Hoàng Sơn còn có một cô gái bí ẩn đang thân thiết khoác vai. Dựa vào điểm chung của màu sơn móng tay và đôi giày sandal của nhân vật này, nhiều fan đã tinh ý nhận ra nhân vật nữ trong ảnh chính là Hiền Hồ. Thời điểm nam ca sĩ vui vẻ chụp ảnh tự sướng cùng bạn bè tại Thái Lan, học trò Tóc Tiên cũng đăng tải nhiều hình ảnh có khung cảnh giống hệt. Tuy nhiên khi được hỏi về tin đồn hẹn hò đang được lan truyền trên mạng xã hội, cả Soobin lẫn Hiền Hồ đều từ chối trả lời và giữ thái độ im lặng. Trước khi được khán giả biết đến với bản hit phía sau một cô gái, Soobin Hoàng Sơn từng có mối tình chị em với hot girl nổi tiếng Hà Thành, Emily. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò, cả hai đã đường ai nấy đi. Chàng ca sĩ trẻ cũng trở nên kín tiếng hơn về chuyện đời tư. Mỗi khi được hỏi về chuyện tình yêu, Soobin khẳng định kể từ khi chia tay Emily, anh vẫn một mình và chưa có người yêu mới. Sau một vài mối tình tan vỡ, tôi rút kinh nghiệm sẽ không yêu các cô gái cùng nghề nữa. Bởi 70% thời gian tôi dành cho âm nhạc. Các cô gái cùng nghề tuy có lợi thế hiểu về công việc của tôi, nhưng ngược lại không cho tôi có không gian riêng để sáng tạo, để tự do làm việc. Hiện giờ tôi đầu tư toàn lực vào âm nhạc, chứ chưa nghĩ nhiều đến về mặt tình cảm, nam ca sĩ khẳng định. Lộ ảnh Khai Thiên Nguyễn và Will đi du lịch cùng nhau. Nhìn những hình ảnh này, ai mà tin Khai Thiên Nguyễn và Will chỉ là bạn bè thân thiết. Sau khi tổ chức tiệc riêng tư với Will chưa được bao lâu thì mới đây, Khai Thiên Nguyễn đã bị khán giả bắt gặp đi du lịch cùng với người yêu tin đồn tại Vũng Tàu. Cả hai ăn mặc khá giản dị và thoải mái, trong khi Will mặc áo đen và giày đen cùng màu thì Khai Thiên Nguyễn lại mặc áo trắng với mốt dấu quần. Dường như chỉ có hai người đi cùng nhau trong chuyến du lịch này. Ngay khi vừa xuất hiện tại sân bay, có nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi đã nhanh chóng nhận ra và tới bắt chuyện với Khai Thiên Nguyễn. Nhờ thành công của bộ phim Em Chưa 18 mà Khai Thiên Nguyễn đã trở thành cái tên được công chúng nhớ đến. Chuyện tình cảm mập mờ với Will cũng khiến báo chí tốn rất nhiều giấy mật. Mặc dù không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật chốn đông người, nhưng cả hai vẫn chưa chịu thừa nhận mối quan hệ. Will và Khai Ti còn tự đặt cho nhau biệt danh cực kỳ đặc biệt. Những hình ảnh này, ai mà tin Khai Thiên Nguyễn và Will chỉ là những người bạn thân thiết. Hoa hậu Phương Nga làm điều bất ngờ trước ngày ra tòa. Nguồn tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với phóng viên, bị can Trương Hồ Phương Nga, sinh năm 1987, tức là Hoa hậu Phương Nga, đã có đơn từ chối luật sư Nguyễn Kiều Hưng thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tham gia bào chữa trong phiên tòa 22 tháng 6 vì lý do cá nhân. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm lần 1, Hoa hậu Phương Nga đã yêu cầu hoãn xử để xác minh hợp đồng tình dục giữa cô và ông Cao Toàn Mỹ, sinh năm 1973, giám đốc công ty V, ngụ quận 3. Sau đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều thông tin trái chiều được các chuyên gia luật nhận định là gây bất lợi cho Hoa hậu Phương Nga. Nội dung trên mạng xã hội nhằm công kích ông Cao Toàn Mỹ, nêu hợp đồng tình dục nhưng không có căn cứ xác minh. Việc này đã gây bất lợi cho Hoa hậu Phương Nga vì thời gian điều tra, truy tố và xét xử kéo dài. Rất nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Hoa hậu Phương Nga có đơn từ chối luật sư trước ngày xét xử. Theo đó, trong phiên xử sơ thẩm lần 2 sẽ có 7 luật sư, ngoại trừ luật sư Nguyễn Kiều Hưng đã bị chính thân chủ mình từ chối. Dự kiến trong phiên xử sơ thẩm sắp tới, phía bị hại Cao Toàn Mỹ sẽ tung ra những chứng cứ có thể gây bất ngờ cho nhiều người.
Thưa quý vị, như đã thông tin, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Hoa hậu Phương Nga và cô bạn thân Nguyễn Đức Thủy Dung, sinh năm 1988, quê Tây Ninh, tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền hai người lừa đảo ông Mỹ là 16,5 tỷ đồng. Sáng 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm lần 2 và kéo dài một ngày. Chân dung người đàn ông khiến Thảo Trang và Phan Ninh Bình chia tay. Sau khi chia tay, nhiều cư dân mạng đồn đoán về người thứ ba khiến cuộc hôn nhân của Phan Thanh Bình và Thảo Trang đi đến hồi kết. Cuộc hôn nhân của Phan Thanh Bình và Thảo Trang đi đến hồi kết khiến khán giả khá tiếc nuối. Mới đây, cư dân mạng đã tìm ra nguyên nhân khiến cặp đôi này đường ai nấy đi, đó là sự xuất hiện của người thứ ba. Cụ thể, bà xã Phan Thanh Bình đăng từ hồi tháng 8 năm 2015 trên trang cá nhân với status đầy ẩn ý. Trong thời điểm đó, Thảo Trang và Phan Thanh Bình chưa chia sẻ về chuyện đã ly hôn. Đa phần người hâm mộ vẫn nghĩ đó là chồng cô. Không lâu sau đó, khi chuyện tình cảm của cặp đôi nổi tiếng đổ vỡ, thì người hâm mộ mới vỡ lẽ. Họ đã không hạnh phúc trong suốt thời gian qua. Và người đàn ông ôm ấp tình tứ mà Thảo Trang chia sẻ là ai? Khi đó không phải là Phan Thanh Bình. Cư dân mạng phát hiện đó chính là diễn viên Khôi Trần. Khi thông tin Thảo Trang ly hôn với chồng được chia sẻ, nhiều người đã tìm ra đàn ông giống mặt này có điểm tương đồng với người chụp chung với Thảo Trang và các đồng nghiệp. Đầu tiên là chiếc khăn quàng cổ và mái tóc của Khôi Trần trùng hợp với bức ảnh giống mặt người đàn ông Thảo Trang đăng trước đó. Hơn nữa, hồi tháng 10, khi Thất Tùng Thảo Trang dự sự kiện, Khôi Trần đã đăng bức ảnh này kèm status "Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi", khiến nghi án anh là nguyên nhân khiến gia đình Phan Thanh Bình đổ vỡ được đồn đoán. Dù những bằng chứng lần lượt chỉ vào mình, Khôi Trần vẫn một mực khẳng định anh và Thảo Trang chỉ là bạn bè, không phải là người phá vỡ hôn nhân của Phan Thanh Bình. "Tôi và Trang quen nhau từ phim Gió về Cù Lao năm 2012. Chúng tôi là anh em chơi thân cùng nhóm bạn. Mọi người đồn tôi sao cũng được, nhưng đồn Trang như thế thì thật tội cho cô ấy. Nói như vậy, hóa ra Trang là người hoàn toàn có lỗi. Tôi đọc báo, đa số khán giả cũng bình luận, phê phán Trang. Người ngoài cuộc đâu hiểu lý do thực sự gia đình họ rạn nứt. Vì vậy, chúng ta không nên đánh giá mọi chuyện qua vẻ ngoài, cảm tính." Hiện tại, Phan Ninh Bình vẫn lẻ bóng, tuy nhiên công việc của anh đang khá thuận lợi và dạo gần đây rất chăm chỉ xuất hiện trên truyền hình khi tham gia một vài game show. Còn Thảo Trang vẫn tiếp tục công việc diễn viên và cô nàng còn lớn sân sang mảng kinh doanh khi mới quyết định đầu tư vào một nhà hàng. Ngọc Trinh chi tiền tỷ làm phim phát hành online để làm gì? Nữ hoàng nội y gây xôn xao khi tuyên bố sẽ tiếp tục chi vài tỷ đồng để làm phim và lần này là phim hành động hẳn hoi. Sau khi táo bạo chi tiền sản xuất phim đạt ảnh đầu tay vòng eo 56 với kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng, mới đây Ngọc Trinh bất ngờ tuyên bố sẽ tiếp tục chi một số tiền không nhỏ để làm phim. Được biết, dự án mới sẽ ngốn của nữ hoàng nội y khoảng 3 tỷ đồng và được thực hiện dưới dạng phim hành động. Sở dĩ kinh phí đầu tư cho bộ phim thứ hai khiêm tốn hơn nhiều so với đứa con tinh thần đầu tay của Ngọc Trinh là bởi lần này phim không phát hành ngoài rạp mà được trình chiếu rộng rãi trên mạng xã hội YouTube. Tiết lộ về lý do tiếp tục bỏ tiền túi ra để làm phim, Ngọc Trinh cho biết sau vòng eo 56, cô nhận được nhiều tin nhắn động viên từ khán giả, giải bày về việc xem xong phim thì cảm thấy hiểu và thương cô hơn. Thậm chí nhiều người từng không ưa Ngọc Trinh nhưng sau bộ phim này lại thay đổi suy nghĩ về cô. Đó là động lực để cô làm phim mới và mong muốn cảm ơn những người đã ủng hộ và dành tình yêu cho mình. Ngọc Trinh chia sẻ, dự án phim mới được cô và ekip sản xuất dự định đặt tên là NT56 do đạo diễn Nguyễn Phan Anh Kiệt dàn dựng và phát hành trên kênh YouTube vào đầu tháng 8 tới. Nữ hoàng nội y hào hứng cho biết, phim này được cô làm phi lợi nhuận và ai cũng có thể xem, kể cả khán giả ở dưới quê. Tuy không nói cụ thể ý nghĩa tên gọi NT56, nhưng có thể hiểu với bộ phim này, Ngọc Trinh đang tiếp tục khẳng định thương hiệu vòng eo 56 cực chuẩn của mình mà tới giờ vẫn chưa ai vượt qua được. Cũng theo Ngọc Trinh, khác so với bộ phim đầu tiên vòng eo 56 được cô làm với mục đích để người khác hiểu về mình, lần này NT56 sẽ là sân chơi để cô thử xem khả năng diễn xuất và mối duyên phim ảnh của mình tới đâu. Vì thế, trong NT56, Ngọc Trinh vẫn sẽ đóng vai chính, có điều cô sẽ xuất hiện với hình ảnh đã nữ, đã nhân cách với mục tiêu thực hiện đến cùng, nhiệm vụ được giao,